Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Heo hơi, hơi sáng ngày thứ năm, ngày 25 tháng 1 năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, các công ty chăn nuôi lớn trong ngày hôm nay tiếp tục có sự điều chỉnh giá heo thịt bán ra từ 1.000 cho đến 1.500 đồng trên 1 kg đối với nguồn heo siêu ba máu. Giá cao nhất trong ngày hôm nay của các công ty ở thị trường miền Bắc ghi nhận là 63.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, mức giá này chỉ tập trung vào một số dòng heo của các doanh nghiệp. Trong khi đó, heo ở trong dân vẫn chưa đạt đến mức giá này, bán nhỏ lẻ cho lấy mổ địa phương nhiều nơi, giao động mức giá 60.000 đồng nhưng đối với heo ở các trang trại vẫn phổ biến khung giá từ 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg là chiếm đa số. Khi nhận trong ngày hôm nay, đối với các tỉnh ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ đã có mức giá 58.000 đồng trên 1 kg ở nhiều nơi, đặc biệt khu vực Nam Định, Hưng Yên, Hà Nội trong ngày hôm nay khu vực Mỹ Đức cũng báo giá 57 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Nam Định ở mức 56 cho đến 57.000 đồng là chiếm đa số. Trong khi đó, một số địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi như khu vực Thái Nguyên, Phú Thọ cũng đã có rải rác từ 56 cho đến 58.000 đồng. Mức 56 thì đã xuất hiện nhiều, nhưng 57 cho đến 58.000 đồng mới xuất hiện rải rác. Ở khu vực Thanh Ba của Phú Thọ trong ngày hôm nay ở mức 57.000 đồng trên 1 kg. Nhiều địa phương ở khu vực vùng cao cũng đã vượt mốc 60.000 đồng. Nhưng chủ yếu là heo dân chứ không phải heo ở các trang trại chăn nuôi của các tỉnh này. Ngay như khu vực Điện Biên và Lai Châu báo giá từ 58 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Khu vực Hà Giang cũng ở mức 58.000 đồng, Lạng Sơn, Cao Bằng ở mức dao động từ 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh dao động mức giá từ 56 cho đến 59.000 đồng. Các tỉnh ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay cũng có xu hướng tăng nhẹ, đặc biệt là một số địa phương ở khu vực Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, trong ngày hôm nay nhiều nơi báo giá dao động trong khung từ 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg và 57 được coi là mức giá cao ở khu vực miền Trung hiện nay. Thị trường miền Nam Trung Bộ hầu như có xu hướng tăng chậm hơn, một số địa phương như Bình Định, Phú Yên ở mức từ 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Quảng Nam, Quảng Ngãi có mức giá từ 54 cho đến 56.000 đồng. Đà Nẵng trong ngày hôm nay cũng duy trì mức giá cao khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận có mức giá thấp hơn. Trong khi đó, Tây Nguyên, nhiều nơi cũng giao động trong khung giá từ 55 cho đến 56.000 đồng, khu vực Đắk Lắc, Lâm Đồng hay ngay như đối với tỉnh Con tum cũng đã xuất hiện mức giá này trong ngày hôm nay. Nếu so với những ngày cuối tuần, thì các địa phương ở khu vực Tây Nguyên đã tăng từ 1 cho đến 4.000 đồng trên 1 kg. Thị trường miền Nam cũng có xu hướng tăng mạnh, nhiều nơi tăng từ 2 cho đến 3.000 đồng, đặc biệt là các tỉnh ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh hay Bà Rịa Vũng Tàu ở trong ngày hôm nay, nhiều nơi báo giá lên đến 56.000 đồng trên 1 kg. Mức 53 cho đến 55.000 đồng khá phổ biến ở các tỉnh thuộc thị trường miền Đông. Trong khi đó, thị trường miền Tây đều đang trên 50.000 đồng hết rồi. Một số địa phương như An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ có mức giá cao nhất là 55.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Bến Tre cũng ở mức từ 52 cho đến 55.000 đồng. Long An, Tiền Giang cũng tăng từ 1 cho đến 3.000 đồng tùy thuộc vào từng địa phương. Và chi tiết hơn theo ghi nhận, giá heo được cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay ở 63 tỉnh thành trên phạm vi cả nước như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội phổ biến mức giá từ 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Ba vì trong ngày hôm nay các hộ chăn nuôi báo giá 55 cho đến 56.000 đồng, khúc đan phượng 55.000 đồng trên 1 kg khu vực Phúc Thọ trong ngày hôm nay báo giá 56.000 đồng. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong ngày hôm nay có mức giá từ 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Ở khu vực Tiên Lữ và Khói Châu của Hưng Yên có mức giá 56 cho đến 57.000 đồng. Thái Bình trong ngày hôm nay cũng ở mức giá từ 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình và Hưng Yên và Hải Dương là những địa phương có mức giá cao 55 cho đến 58.000 đồng nếu địa phương các bạn có mức giá cao hơn con số 58.000 đồng, hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng tham khảo. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng có mức giá 55 cho đến 58.000 đồng, Nam Định 55 cho đến 57.000 đồng. Ninh Bình trong ngày hôm nay có mức giá 56.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam cũng phổ biến mức giá từ 54 cho đến 56.000 đồng trong ngày hôm nay. Ở khu Thanh Liêm của Hà Nam, khẩu tràn nuôi báo giá bình quân đạt 55.000 đồng. Trong khi đó, tỉnh Vĩnh Phúc có mức giá bình quân 55 cho đến 56.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá cục sông lô của Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay đạt bình quân 55.000 đồng. Khục Tam Dương, Tam Đảo 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá từ 55 cho đến 56.000 đồng. Ở khục đại từ của Thái Nguyên trong ngày hôm nay các hộ chăn nuôi báo giá 56.000 đồng. Tuy nhiên, một số hộ chăn nuôi báo giá cục võ nhai bán nhỏ lẻ cho lái mổ địa phương đối với những đàn heo đẹp đã chạm mốc 57.000 đồng trên 1 kg rồi các bạn nhé. Phú Thọ phổ biến mức giá từ 54 cho đến 57.000 đồng. Ghi nhận cục đoàn hùng có mức giá 55.000 đồng. Cục thanh sơn, thanh thủy của tỉnh Phú Thọ có mức giá từ 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Phú Ninh cũng đã có mức giá 56.000 đồng trên địa bàn tỉnh này. Bắc Giang có mức giá từ 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Ở khu vực Lục Nam của Bắc Giang có mức giá 56.000 đồng, theo ghi nhận của các hộ chăn nuôi. Bên cạnh đó, khu vực Lạng Sơn cũng có mức giá từ 55 cho đến 56.000 đồng. Ở Văn Quan của Lạng Sơn có mức giá 56.000 đồng. Chi Lăng cũng ghi nhận mức giá như vậy. Cao Bằng phổ biến mức giá từ 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Tuyên Quang có mức giá 55 cho đến 56.000 đồng. Bắc Cạn phổ biến mức giá từ 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Hà Giang có mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Khu vực vị xuyên của Hà Giang có hộ chăn nuôi báo giá 57.000 đồng trong ngày hôm nay. Lào Cai từ 55 cho đến 57.000 đồng. Khu vực Yên Bái trong ngày hôm nay nhiều nơi cũng báo giá 56.000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt khu vực Lục Yên và khu vực Nghĩa Lộ của Yên Bái. Lai Châu và Điện Biên có mức giá từ 54 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Sơn La phổ biến mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Ghi nhận, khuộc Mộc Châu, Yên Châu của Sơn La có mức giá bình quân 55 cho đến 56.000 đồng. Khuộc Sông Mã có mức giá 57.000 đồng trên 1kg. Bên cạnh đó, Hòa Bình phổ biến mức giá từ 54 cho đến 56.000 đồng. Trong khi đó, đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam như khu vực Kiên Giang có mức giá từ 52 cho đến 55.000 đồng. Cà Mau phổ biến mức giá 53.000 đồng trên 1kg. Khu Đồng Tháp trong ngày hôm nay có mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Cần Thơ có mức giá nhỉnh hơn, nhiều nơi phổ biến từ 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Cần Thơ cao nhất đã đạt 55 cho đến 56 rồi các bạn nhé. An Giang cũng phổ biến mức giá từ 53 cho đến 56.000 đồng. Vĩnh Long phổ biến mức giá từ 52 cho đến 55.000 đồng. Sóc Trăng có mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh phổ biến mức giá từ 51 cho đến 54.000 đồng trong ngày hôm nay. Tỉnh Bạc Liều, các hộ chăn nuôi báo giá 52 cho đến 55.000 đồng. Còn tùy thuộc vào chất lượng của heo nữa các bạn nhé. Nhiều nơi heo đẹp thì có mức giá nhìn từ 53 cho đến 55.000 đồng. Xấu thì ở mức thấp hơn. Bến Tre 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Ở khu vực Mỏ Cánh Nam của tỉnh Bến Tre trong ngày hôm nay, các hộ chăn nuôi báo giá bình quân 53.000 đồng khu vực Tiền Giang có mức giá từ 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Long An cũng duy trì mức giá cao 52 cho đến 55.000 đồng. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Đông Nam Bộ như khu vực Đồng Nai, phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Bà Thị Vũng Tàu có mức giá 53 cho đến 56.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh 54.000 đồng trên 1 kg. Một số huyện ngoại thành ở thành phố Hồ Chí Minh đang dao động trong khung giá như vậy. Bên cạnh đó, Bình Dương có mức giá từ 53 cho đến 54.000 đồng. Bình Phước 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Tây Ninh trong ngày hôm nay dao động khung giá từ 52 cho đến 54.000 đồng. Ghi nhận một số huyện ở tỉnh Tây Ninh như Tân Châu có mức giá 53.000 đồng. Khu vực Dương Minh Châu, các hộ chăn nuôi báo giá 54.000 đồng trên 1 kg. Gò dầu có mức giá từ 53 cho đến 54.000 đồng. Tuy nhiên, khu vực Châu Thành, một số hộ chăn nuôi lại báo giá khá thấp chỉ có 52.000 đồng trên 1 kg mà thôi. Các địa phương ở khu vực Tây Nguyên như Lâm Đồng có mức giá từ 52 cho đến 55.000 đồng, Đắk Nông 53.000 đồng trên 1 kg. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong ngày hôm nay phổ biến mức giá từ 52 cho đến 55.000 đồng. Khi nhận khu vực Đắk Rông có mức giá từ 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Cà Bông có mức giá 55.000 đồng đối với những đàn heo đẹp. Gia Lai phổ biến mức giá 53.000 đồng. Con tum trong ngày hôm nay cũng dao động trong khung giá từ 51 cho đến 54 000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá cục ngọc hồi của tỉnh Con Tum có mức giá 54.000 đồng. Ở huyện Con Rẫy, phổ biến mức giá 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Trong khi đó, đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung, ghi nhận Thanh Hóa, phổ biến mức giá từ 53 cho đến 56.000 đồng. Nghệ An có mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Diễn Châu của tỉnh Nghệ An, những đàn heo đẹp phổ biến mức giá từ 54 cho đến 55.000 đồng, xấu thì thấp hơn từ 1 cho đến 3.000 đồng. Hà Tĩnh có mức giá từ 52 cho đến 55.000 đồng. Khu Quảng Bình trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Ở huyện Minh Hóa có mức giá 53.000 đồng. Quảng Trạch có mức giá 54.000 đồng trên 1 kg trên địa bàn Quảng Bình. Trong khi đó, trên địa bàn Quảng Trị, ở huyện Vĩnh Linh có mức giá 53.000 đồng khu vực Triệu Phong, phổ biến mức giá từ 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó các tỉnh ở khu vực miền Nam Trung Bộ như Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến mức giá dao động từ 53 cho đến 56.000 đồng. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.